Dạ, mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã đến với clip mới nhất trên kênh Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây. Hôm nay thì con cũng mời quý cô chú ghé lại vườn của anh Út, bonsai Văn Út kính mến tại xã Tân Hòa, huyện La Vôn, tỉnh Đồng Tháp của chú. Hôm nay thì cũng mới về một số cây nhỏ nhỏ gọn gọn dễ chơi của chú, mà đặc biệt là rất là nhiều loại nha. Thì con mời quý chú gặp lại anh ha, sẽ giới thiệu chi tiết từng loại cho mình tham khảo. Rồi em chào anh Út ơi. Rồi mến chào chú Khánh và toàn thể của bác anh chị em gần xa đang xem kênh Lục Tỉnh miền Tây bonsai kính mến. Và hôm nay thì anh Út có sưu tầm nhiều một số cây ăn trái và một số cây kiểng đủ các loại, bao gồm trà phúc kiến, khế gân, thần kỳ, lại có củ sù, kim quýt, cây cơm nguội và cây chăm, khế chua, khế ngọt và si búp hồng, cây rùa bông. Dạ, rồi. Là nhiều loại muốn phục vụ cùng với các anh chị em gần xa. Mong các anh chị em gần xa xem theo dõi thương trình ủng hộ Nhân Úc, trân trọng cảm ơn. Và chi tiết giao lưu với Nhân Úc qua số điện thoại là 0349581409. Số đó là số Zalo của Nhân Úc. Và chi tiết đầu tiên là một cây khế gân. Khế gân anh ha. Mã số 1. Rồi quay giúp nè. Cũng sữa ấm tàn anh Úc ha. Rồi, cây này đặc biệt là có cái củ củ đặc. Rất là khéo, rất duyên dáng. Dạ, nó có nhiều cái thân đó chú, mà anh tháo ra chơi một cốt luôn. Một cái củ đặc như thế này, rất đẹp luôn nè. Dạ, củ to. Ta chi cành ảnh sữa cũng ấm mình. Dạ, tương đối rồi ạ. Cô bác anh chị em có thể về chỉnh sửa theo ý thích của mình. À, tiếp theo cũng sẽ chi tiết đo hạo quanh thân củ nữa. Vị trí nơi cái củ này được 54. Dạ. Nếu kể 53. Đây, dạ. Củ đây. Đó, dách đế rất là đẹp, củ đặc. Rồi, tiếp theo là cái chiều cao. Chiều cao từ mặt bầu đến cái ngọn của nó là 6 tấc đi. Chị hao. Và tán ngang cốt cành nó nói gì là được 85. Và đường kính bầu. Đường kính bầu được 46. Dạ, đường kính bầu 46. Cây này cũng khá là lâu nha các anh chị em. Cây này thì nó có ba cái mặt cắt như thế này. Ba mặt cắt, mặt đó kéo. Là ba cái thân. Đúng rồi. À, nhốt chỉnh sửa lại nó đang kéo mà mặt nhựa khí gân này nó mau kéo lành xẻo lắm nha các anh chị em. Dạ. Dán thì công lắc anh ha. Dán chữ C, chữ lắc. Rồi giá nhiêu đây? Đây mã số 1 cây khí gân đầu tiên nhốt giao lưu với giá là 2,4 triệu. Nhốt bao ship. 2,4 triệu. Củ nhìn đã lắm chú ạ. Bao ship toàn quốc cho các anh chị em giao lưu nha. Dạ. Ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo nhốt đổi cây. Rồi, tiếp tục giúp em. Này chơi củ với quái không nghe không? Nhỏ nhỏ nhưng mà quái cây. Rồi tiếp theo đến mã số 2, đó là một cây kim quýt cổ. Có một cái củ đế rất là duyên dáng, bonsai. Dạ. Cây thường chậu nha các anh chị em. Cây khế này cũng thường chậu và cây này cũng là thường chậu. Cây kim quýt cổ, kim quýt có củ đế sổ. Thì cây này đã chỉnh sửa một nước dây. Đó, của bác anh chị em về mình chỉnh sửa theo ý thích của mình nha. Rồi. Và tiếp theo cũng sẽ chi tiết cắt phô nuôi lên của chú có chân cà. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến cái đỉnh của nó là 7 tấc 9. Tán ngang cốt cành như vậy là được 80. Nhưng cũng sẽ đo hạo cái hoành củ đế. Hoành đo nơi cái củ đế nơi đây được 32, dũng kể 30. Và cái eo nơi đây được 25, dũng kể 24. Dạ. Cái độ đế nơm của nó là được 1 tấc 9. Rồi. Đo cái củ, cái đường kính bầu là nó 3 tấc 7. Dòng cái củ nó là như đây. 30 38. 38 anh ha. Ở dưới rễ đây thiệt 55. Rồi, đo quá chi tiết luôn. Rồi tiếp theo cũng sẽ chi tiết một vòng. Cây này cũng khá là lâu nha các anh chị em. Liền lạc anh ha. Liền lạc ngon lành. Nó có cái mặt cắt cốt cành bốn cốt cành như thế này, mặt cắt. Mặt cắt nhỏ nhỏ như thế này. Rồi giá sau đây cây này vô cái chậu gọn gọn một chút nhìn đẹp. Cây kim quýt mã số 2 chúng cho lưu với giá là 2,8 triệu, chúng bao ship toàn quốc. Cây rất cổ, rất khéo nha các anh chị em, rất duyên dáng. 2,8 triệu anh. 2,8 triệu. Rồi, rồi tiếp theo là cây. Và nói tiếp là đến cây số 3, đó là cây rùa bông. Dạ, rùa bông. Rùa bông. Cây này có hình dáng thú nha. Rùa bông, rùa Đài Loan. Cây này cũng là thường chậu, rút rút trên chậu xuống. Cốt cành thì đầy đủ. Cũng có nhiều dáng thế cho các anh chị em về lựa chọn, mình chỉnh sửa theo ý thích của mình nha.
Đây nó có mình hình dáng thú nè, nó có chân cẳng hết trơn nè, tùy theo mình nhìn nhận mình mường tượng nha. Đó rồi, tiếp theo là chi tiết cây, có chi tiết từ mặt bầu đến cái ngọn cành bay của nó là được 85, tán ngang như vậy được 70. Mình đo nơi cái củ như thế này nha, cái củ này cậu đế được 26, đo hoành thân ở đây được 15 rưỡi, ok 15, và đường kính bầu là được 47. Rồi có cái bộ đế mường tượng giống một cái hình con thú nó ngoái đầu nha. Cây này cũng rất khéo nha các anh chị em, thì nó có những cái mặt cắt cốt cành nó cũng bằng kéo liền hết trơn rồi. Rồi cây này đầy đủ chi cành hết rồi. Rồi đến cái cây gừa bông số số 3, giúp cho lưu giá là 1.600.000, giúp bao ship toàn quốc. Dạ 1.600.000 anh ha, 1.600.000. Về thích thì mình sẽ điểm dây lại dần như thế nào đó. Đúng rồi, mình chỉnh sửa thì thích của cô chú. Vô dây lắm. Gừa bông, gừa Đài Loan, bông da nó bông 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 vậy đó. Rồi đổi luôn anh. Rồi tiếp tiếp anh hút ở cây. Rồi một cái con gì nữa đây? Con dâu. Dạ nói tiếp là đến cái cây số 4, đó là một cây sọp đọt đỏ có hình dáng thú giống như một con voi đang nằm. Đây là mắt con voi nè, cái giò con voi. Giò nó nè đang chỗ xuống nó nằm. Và đây là phần đuôi nè, có cái đuôi luôn nha, đuôi quéo này. Giống như tượng mình mường tượng nghe của anh chị em. Dạ, voi mà nằm anh ha. Voi nằm. Đó. Có giò có đuôi. Nó quay một vòng. Rồi. Và tiếp theo những chi tiết. Cây này cũng khá là lâu rồi, sọp đọt đỏ. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến đỉnh của nó là 3 tấc 7. Vô nằm ngóc đầu đưa cái dòi. Cái hoành vị trí nơi đây nơi cậu đế được 40. Nơi cậu đế. Cây già, cây rất là già, lên màu da vàng đồng rồi. Đường kính bầu được 47. Thì cây này có cái mặt cắt bonsai thì phải chịu mặt cắt nha các anh chị em. Nhưng mà là cái gốc sâm này nó quái, nó có hình dáng thú. Giống như tưởng tượng như một con voi đang nằm. Rồi. Giá rồi cái giá cây sập đọt đỏ mà số 4 vô lưu với giá là 1.400.000, nếu bao ship toàn quốc 1.400.000. Ngoài mà cắt đó ra không có gì để báo cho hay chưa, này mà cắt ở đó đây nè mà cuốn bít luôn à, bít cho nó ngon lành luôn đó. Rồi. Cắt cổ rồi đổi rồi nó tiếp nó đổi cây con voi khá là đáo. Phối hợp những tiêu cảnh rất đẹp, cây này mới đọc nữa. Rồi tiếp theo đến cái cây cây lài mã số 5. Cây lài này lài bông chùm qua rất thơm, mà lá thì bông chùm mà bông 5 cánh. Mà đặc biệt thì có cái củ đế nó xù rất là quái, rất đẹp. Dạ. Thân thì trực lắc. Thì theo của ba anh chị em giao lưu gì mình chỉnh sửa, có thể cắt bonsai lùng lực hay có thể dán trực lắc hay là dán độ nhanh nhanh gì cũng được, thì theo của ba anh chị chỉnh sửa. Rồi, đặc biệt là cái củ này đây. Đây, có cái củ nè. Cái củ này nó tròn xe. Củ tròn xe mà đế nó đều giống như đế sắt luôn. Đó nó xù. Đang lên xù. Củ xù mà củ, đế nó đều bon luôn, củ dung lên vậy đó anh, củ dung luôn, cái sụ dung luôn đó. Rồi đặc biệt trước mắt là đo chiều cao trước trước mạng đây. Rồi cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến cái ngọn của nó là 1m37. Dạ 1m37. Cái hoành thân, hoành thân nơi đây được 31 hoành. Rồi 31 nhưng cũng kể 30 hoành thôi, 32 luôn mà anh tính có 30. Rồi cái cũ lúc đo cái cũ xù của nó là được 59. 59. Dạ. Cũ xù. Cũ tròn vậy đó 59. Đó. Rồi. Đường kính bầu luôn. Nó bắt đầu bể xù nữa. Bể xù rồi đó. Và đường kính bầu của nó là được 4 tấc 6. Dạ. Cái này khéo cái là bộ đế này nó xòe đều hết trơn. Xòe đều hết, bỏ đều hết mà đế to không là có anh chị em bằng giò cái á. Đế bằng giò cái. Xòe đều ghê. Cái rồi đến với mã số 5. cây lài hoa thơm bông chùm có củ xù nhưng hút giao lưu với giá là 2.400.000, hút bao ship toàn quốc. 2.400.000 anh ha, 2.400.000 bao ship toàn quốc. Dạ khá độc đáo. Rồi nó tiếp hút đổi cây. Cây lài mà bên lớn cũng khá là già của chú rồi. Rồi nó mười mấy 20 năm rồi đó, nó rất là lâu lớn. Tiếp theo đến cây số 6, mình dựng thẳng lên cái mình chơi cành gớt quan nhân cũng hay. Tiếp theo là cây số 6, đó là cây thần kỳ có củ đế đẹp.
gân thành phẩm của anh chị em, tàn tương đối khá mịn và đang cho trái, cho hoa rất là nhiều luôn. Còn đứng kế bên tự giờ nó thơm là sực đứt luôn, thơm mùi hoa sữa ha chú, cái mùi nó đây, bông nó đang rộ nè và trái luôn nè, bông trái luôn rất thơm, trái ra chính chi chích rất là nhiều. Quý cô chú về mà ảnh bó cây này ha, về mà quý cô chú mở cái băng keo ra một cái ha là cực kỳ thơm luôn. Đặc biệt cái trái nó ăn ngọt, ngọt thanh và thay đổi vị giác của mình các anh chị em. Ăn ớt thì nó bớt cay, ăn chanh thì nó bớt chua. Đây cái trái chú quay nè, quay trái chín rất là đỏ, rất đẹp luôn. Rồi đây chi chích trái chín chín gai đều đều nè, nhấp phách. Đây nè, có trái tư, trái sống nè. Phải nó thay đổi vị giác cũng đỡ, phải nó thay đổi tâm trạng cũng được. Đang buồn ăn nó bớt buồn cũng được. Nói vậy là thằng kỳ, thằng kỳ đang giận, gọi là thằng kỳ đúng ha, đang giận, đang giận ăn cái nó bớt giận ha. Vậy đó, là quá quý luôn đó. Rồi tiếp theo thì dẫn Út sẽ chi tiết hạo chiều cao. Đang ghét cái ăn bớt ghét, nói chung là vậy mới là thần kỳ á. Đây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến cái ngọn của nó là tầm 1m7. Tán ngang gốc cành cũng gần 1m6, 1m7, 1m7, 1m5. Đặc biệt là có củ đế, củ đế đặc và đẹp của anh chị em ơi. Nở đều hết một khến một củ rồi nè. Dạ, nhỏ nhưng mà già anh ha. Dạ, nhỏ, già khến, có củ đẹp, đế đẹp. Có này có nhô lên cái cục tròn do như do cái trứng, cái trứng, trứng lọc ha. Rồi tiếp theo sẽ đo chi tiết hoành thân ở đây được 23 hoành, củ lên hai thân, dạ, cốt củ. Ở đâu cái củ đặc đặc đó giùm em đi. Cái củ đặc như thế này thì nhúc hào hào của anh xem như hình dung nha. Củ đặc của nó gì là được 60. Rồi, 60. Đế nó ra cũng gần tới mặt bầu hết rồi. Dạ. Củ kính đặc rất đẹp, rất duyên dáng. Cây này cây thuần môn nha của anh chị em. Dạ rồi. Giá sao đây Nút? Rồi đến cái cây số 6 của thần kỳ Nhúc giao lưu với giá là 2.800.000, Nhúc bao ship toàn quốc. Cây này của anh chị em giao lưu gì trồng những cái chậu kiểu đẹp thì nó cho 2.800.000 của chú ơi. Rất là đẹp nghe của anh chị em. Như chú thấy đang bông rất nhiều. Bông thì nó ra mỗi nhánh đều có bông hết và trái đang có trái luôn ha. Có trái chín luôn. Chín đỏ nè, còn bông đó nè. Mỗi nhánh mỗi bông luôn, bông rất thơm. Quá bông luôn. Trái lác đác đây. Nó như con nói của chú ơi, không tin là chú cứ về mình buồn buồn cái mình ăn vô cái là nó bớt buồn á. Dạ, đang giận giận ai hay gì đó đang mà trái ăn ngon lắm các bác chị em ơi, vô cái bớt giận liền, nó ngọt ngọt á, nó mùi thanh, ngọt thanh rất là đẹp. Dạ, rất ngon, rất rồi đẹp. Rồi tiếp theo nhúc đổi cây, đổi giúp em luôn 2.800.000 ha, 2.800.000 như chú thấy mình vô chậu chỉnh chu. Rồi tiếp theo nhúc đổi cây đến cây số 7, đó là cây khế chua. Cây khế chua này đặc biệt là có cái dáng thú giống như là một con tê giác. Đây, hai cái giò nó nè, cái bụng nó nè, hai con mắt phần đầu giống như một con tê giác, phần đuôi nè giống tê giác anh hả, giống tê giác luôn á. Nếu cứ... của anh chị em nào yêu thích mình cắt ăn đây, mình làm cái sừng ở đây ha, là mình uống cái chi nào thì thích là rất là đẹp, bonsai lùng lực. Còn thực tế thì có một cái dáng như thế này cũng rất là khéo. Dạ. Nhấn trực lắc rồi có cành chi đỏ này, có cho trái thì treo lòng thòng rất đẹp, treo lủng lẳng á. Rồi rồi tiếp theo thì dẫn Út sẽ chi tiết chiều cao giúp em luôn, từ mặt bầu đến đỉnh của nó là 1m06, cành đổ xuống đây là được 72, hoành thân gốc vị trí nơi đây được 39, nút kẻ 38 và đường kính bầu là được 60. Rồi con tê giác, con tê giác giống con tê giác có hai con mắt, bên đây thì nó có bụng, không có lỗi mục gì hết nha chú, chỉ có một con cắt duy nhất ở trên này thôi, có một cắt trên này thôi. Dạ rồi, giá luôn anh ơi. Rồi cây khế mà số 6, cây khế chua nhúc cho lưu với giá là 2.200.000, nhúc bao ship 300 cây số. Số 7 nhúc xa lộn hơn thì mình thương lượng thêm. Mà số 7. Còn nếu cắt phôi thì ảnh giảm luôn cho mình như thế nào đó anh ha. Đúng rồi, thương lượng. Nếu của chú đồng ý cắt phôi như thế nào thì cứ nói anh cắt. Rồi, đổi luôn giúp em. Tiếp theo đổi cây. Cắt phôi bó gọn thì mình sẽ bớt tiền. Ê. Đúng rồi. Rồi. Tiếp theo anh hút đổi cây đến cây thần kỳ. Ê. Đây, con cây thần kỳ. Cây thần kỳ mã số 8. Cây này cũng quá trời bông luôn.
cây đang cũng cho hoa rất là nhiều luôn. Dạ, đang búp bông búp nụ rất là nhiều luôn. Mà cây này cấu củ đế đẹp luôn. Rồi nó tiếp đến Úc chi tiết chiều cao. Thôi cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến ngọn của nó là 1,5 m, ok 1,4 m. Tán ngang gốc cành là được 1 m, gốc rễ chính tấc. Bông dày đặc luôn. Này thì chưa có bung giống như cây kia. Chưa bung nở. Hoành gốc vị trí nơi đây Úc đo được 18 hoành. 18. Đặc biệt là cây này có củ đế khến đặc nữa nha các anh chị em. Củ khến đặc cũng rất là đẹp. Dạ. Chúng tôi hạ cái hoành củ khến đặc. Hạ hào như thế này là cũng được 57. Dạ rồi, 57. Rồi 57 56 nè. Củ khến đặc. Cây già cây anh ha. Cây rất là già cây rồi, một nó có củ đế đẹp. Cây này thì một cốt ha chú. Cây này một cốt. Thoát thân đến chỉ cành là tầm gần 3 tấc, tầm 2 tấc rưỡi. Nó có con cành đây rất độc đáo nè. Anh giữ vị trí này giùm em ha. Cành này nè của chú. Có thể sửa dáng chơi theo cái kiểu gì đó ha, lấy bỏ cái này ha, lấy cái này làm thân thì mình sẽ thành một cái cây bay hay là cây gì đó, đó. Thì theo ý thích của quá anh chị em giao lưu về chỉnh sửa thêm. Dạ. Tạo dáng là cái đường kính tàu là được 43. Rồi đến với cây thần kỳ mã số 8, nhúc giao lưu với giá là 2,2 triệu, nhúc bao ship toàn quốc. Cây này làm cây ba thân đuổi rất đẹp, hai thân đuổi cũng đẹp. Cây đang cho bông rất là nhiều nha các anh chị em. Cây thường mô. Sức sống rất là mạnh mẽ, rất khỏe. Còn không thôi chơi tàn như thế này. Rồi, đổi giúp rồi, em luôn. Tiếp theo đổi cây. Rồi tiếp theo đến cây số 9. Đó là cây trà Phúc Kiến. Cây thường mô. Gần thành phẩm tương đối. Dạ. Cây dòng này là lá hơi to nha chú, dòng này lá to. Nó cây có là dòng lá nhỏ, lá rí rồi lá to. Dòng này thì lá to. Cây rất cổ, rất già nha anh chị. Già anh ha. Rất già, lên nu chân nè. Lá to thì bông nó to và trái nó to quá chú. Rồi tiếp theo chi tiết. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến ngọn nó là tầm gần 2 m. Nếu kể 1,8 m. 1,8 m. Tán ngang gốc cành nó là 90. Dạ. Đặc biệt thì cây này nó có một củ một thân, một củ lên 4 thân. Hoành thân được vị trí nơi đây được 37, nếu kể 36. Dạ rồi. Đó, một củ nè. Nó mình nó già nó lên cục cục vậy đó anh ha. Đúng rồi, già lên nu. Đường kính bầu được 37. Đây. Cái thóc thân đến bóng tàn đó là được 90. Cục cục cây gai nu nu vậy đó anh ha. Cây nó già quá nên lên nu lên cục cục vậy đó. Dạ, giá sao đây nó? Rồi cây trà Phúc Kiến mã số 9 nhúc giao lưu với giá là 1,8 triệu, nhúc bao ship toàn quốc cho các anh chị em giao lưu. 1,8 triệu. 1,8 triệu. Dạ. Gốc. Rồi, tiếp theo hút bỏ cây. Đây khác con. Tiếp nói là nhúc giới thiệu đến cái cây số 10. Số 10. Đó là cây khế chua. Cây thường chậu có một cái dáng thế cũng giống như hình thú, có một cái đuôi nè, cái đế nó có một cái đuôi quặn cong quẹo rất là đẹp, rất lạ. Dạ. Dáng lạ đi, dáng lạ, độc lạ đó, dáng lạ giống như con thú nó ngồi có cái chân cái chổi nè ha, cái đuôi dài. Rồi một con thú dáng lạ. Tiếp theo là chi tiết từ mặt bầu đến đỉnh của nó là 40. Đường kính bầu là được 52. Mình đo nơi cái củ cổ đế nó đang đây là được 45. Rồi. Nơi đây được 31 cũng vậy 30. Cây này dáng thế giống hình thú độc lạ nghe các anh chị em, cái dạ. Chua. Cái chua. Rồi tán ngang của nó là 50, tán ngang chi cành. Rồi giá sao đây? Rồi cây khế chua mã số 10, nếu giao lưu với giá là 1,5 triệu, nhúc bao ship 300 cây số. 300 cây thôi anh ha. 300. Cây bầu cũng khá nặng nè. À. Bầu nặng lắm. Rồi, rồi tiếp theo có cây. Cọng rễ nó quấn quấn nó đi lượn lượn như một vòng khá xa. Tiếp theo đến cây số 11. Kéo xích vô tí giùm em anh ơi. Đúng rồi. Rồi. Tiếp theo là cây số 11, đó là cây lâm dồ. Cây lâm dồ có cái dáng
mình kêu cho dễ gọi là huynh đệ đi. Huynh đệ. Giá huynh đệ bằng hữu. Bằng hữu. Đây à, giống như hai người cặp kè nhau vậy đó. Cặp kè quá chú. À. Tay trong tay ha. Tay trong tay cặp kè với nhau đó. Thì cây này có một cái lỗi là nó bị lũa một cái bên rễ bên đây. Thì của anh chị em mà phối hợp những tiêu cảnh đá thì của anh chị em đục ra. Nó tới đây nó bình thường rồi, không có gì chân á. Báo ha. Đây. Là một cái thân của nó chú là cắt cái nó lũa. Lũa bên ngoài da của bác chị em có đồ nghề thì đục ra, mình phối hợp những cái tiểu cảnh non bộ mình dựng đá vô thì phù hợp lắm. Báo là như phôi anh ha. Muốn gì phôi đi. Rồi, rồi. Cái huynh đệ. Cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến ngọn của nó là 86. Huynh đệ đồng khoa. Tán ngang gì là 45. Mình đo hạ cái cũ. Đo hạ cái cũ là được 101. Để 100. Cái bộ đế sổ từ đây xuống đây là 3 tấc. Đường kính bầu là 42. Rồi. Rồi một thân đại diện nữa đi. Rồi đo thân được anh ha. Hai thân đại diện này đi. Thì nó như nhau à. Là nó được 24 yếu cả 23. Rồi đến cái cây lâm dồ mã số 11, nút lưu với giá là 1 triệu 100 ngàn nút bao ship toàn quốc. 1 triệu 100 ngàn. Nút bao ship toàn quốc. Đặc biệt là cái củ này ánh môi ra từ một cái chậu anh ha. Đây cây thường chậu. Phía dưới của nó nè. Nó đế nó cuộn cuộn rất đẹp. Nó có một vết lũa thôi, của anh chị em về đục lên là mình phối hợp những tiểu cảnh lũa này lâu. Đá. Này nó bo lại nè. Đây, những cái đường bo mới của nó nè. Đây vậy nè. 1 triệu 100 ngàn ha. Nút bao ship toàn quốc. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi, à, đến số 12. Đó là cây đinh lăng hình củ nhân sâm. Cây này cũng rất quái nghe cô anh chị em. Cái đinh lăng hình củ nhân sâm. Lăng đây. Đá nhỏ. Hai cái chân đứng nè. Yeah. Mình mừng tượng nha. Đó. Cây này phối hợp những tiểu cảnh cũng rất đẹp. Cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến ngọn của nó là 8 tấc 4. Cái hoành thân nơi vị trí đây được 18 hoành. Rồi. Đường kính bầu là 2 tấc 2. Rồi đến cái cây đinh lăng hình củ nhân sâm, nhút vô lưu với giá là 500. Dạ. Nhút bao ship toàn quốc. 500. Mình muốn chơi đơn giản hơn, một chỗ ra hình hài nữa thì bỏ luôn hai. Đúng rồi, bỏ hai rễ đó. À ở đây có súng đạn vô đây. Đó, có cái hình bỏ nguyên thể cái đó. Này bỏ luôn cái này. Chừa hai chân thôi. Mình phối hợp những tiêu cảnh thì công rất là độc lạ, cũng rất là đẹp. Cây này có vị thuốc nam, mình đọt non nó mình thấy ăn mì rồi rất bổ dưỡng nha các anh chị em. Dạ. Rồi nó tiếp hút đổi cây. Tiếp theo là đến cây mã số 13, đó là cây mai chiếu thủy da đen lá lớn. Có một cái củ dáng trực, có một cành bay. Một cái nồi đế cũng khá là nhiều đế. Dạ thì theo cô bác anh chị em giao lưu gì chỉnh sửa nữa nha. Tiếp theo chúng ta sẽ chi tiết. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến cái cành bay nó là 6 tấc 4. Đo tổng thể cái nồi củ đế như thế này được 45, như kể 44. Đường kính bầu được 4 tấc 9. Dạ. Rồi cây mai chiếu thủy mã số 13 nhút vô lưu với giá là 700. Bầu đế không anh ha, rễ không? Bầu đế rễ không thì theo của bác cho em về vô lưu về chỉnh sửa. Mấy trăm anh? 700 thôi. 700. À. Về mình lượt lại mình chơi tùy thích theo chú. Tùy thích. Thì cũng có mấy cái mặt cắt này của bác cho em về mình đục mình xúc keo vô nha. Có mấy mặt cắt cốt cành của bác cho em về mình đục mình xúc keo vô. 700 thôi. 700. Rồi, đổi giúp em ha. Rồi. Rồi cây này khá độc nữa nè. Nói tiếp là giúp giới thiệu đến cây số 14, đó là cây chăm. Cây chăm ăn trái nha các anh chị em. Dạ. Cây thuần chậu. Đặc điểm là có cái củ đế nó cuộn rất đẹp luôn. Cây chăm. Cây chăm. Cây chăm ăn trái mình đó. Chua chua ngọt ngọt. Dạ. Trời mưa lâm râm mà cây chăm có trái đúng không ạ? Đúng rồi, cái này giao lưu về các anh chị em. Đồng dao mình hay hát vậy. Trồng những cái chậu to thì mình chăm sóc tốt có trái mùa nha. Mùa này thì chăm nó đã qua mùa trái à. Vừa qua. Rồi, cây có chi tiết chiều cao là 8 tấc 4. Vừa rớt mưa xuống là có trái đó. Tán ngang là 6 tấc. Điểm coi củ rất đẹp nè. Dạ, cây này là cây già nhỏ nhưng mà hoành thân được 12 hoành. Kiểu như nuôi
chậu lâu năm. Đường kính bầu được 31. Cái củ rất khéo nha của anh chị em. Người ta trồng cũng trên chậu anh. Trồng trên chậu luôn. Đó, củ đế nó quấn cùng cùng vậy đó. Yeah. Rồi đến với cây chăm mà số 14 vô cho lưu với giá là 900. Nếu bao ship. Toàn quốc. Chúc bác anh chị em vô lưu về mình chăm sóc tốt, mình ăn trái luôn nha. Rồi, rất ngon. 900. 900. Tiếp theo hút đổi cây. Rồi, cây này cũng đặc biệt nữa nè. Và nó tiếp đến cây mã số 15. Đó là cây cơm nguội. Cơm nguội. Cây cơm nguội. Cây này cũng khá là lâu người của anh, loại này nó rất lâu lớn. Một củ nạc và nhiều thân. Dạ. Cụm tàn đa. Anh rước rước một cái nhánh nào mà có đây. Để em rước cho. Nó có bông, nó đậu trái là một chuỗi trái luôn đó. Nó có chín, nó đỏ đỏ tím tím. Trời mồi vậy anh ha. Đúng rồi, nó rất là đẹp luôn á. Mà loại này rất là xiên trái xiên qua. Cây này kêu bằng cây cơm nguội. Cây cơm nguội. Không biết cái quý cô chú ở vùng khác thì có, mình kêu bằng tên gì con không biết ha. Ở đây thì cơm nguội, mà cơm nguội ở miền Nam này cũng có nhiều loại lắm lắm quý chú. Nó cũng được hai loại vậy đó. Dạ. Một loại lá lớn nữa. Còn loại này loại lá chung nè. Loại kia khác nữa. Đúng rồi. Loại này là lá chung mà bông trái nó rất là đẹp, có hợp những cái tiểu cảnh hòn non bộ thì rất tuyệt vời luôn á. Dạ. Trái nó chuỗi chuỗi mà rất là xa trái luôn. Rồi tiếp theo, Nhân Úc qua sẽ chi tiết. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến ngọn nó là 1,5 m, nhúc cậy 1,4 m. Tán ngang chi cành của nó là 1 m. Cây này một cụm bụi, một củ đế. Đo tổng vành cái củ đế nó được 37. 37. Một cái thân đại diện ha. Được luôn anh ha. Được luôn. Đó chắc là em nghĩ một cây lớn chặt sao ha, nó mọc lên nhiều. Thân đại diện của nó là 12 vành. Dạ, nó mọc lên nhiều thân nhỏ vậy nè. Thân đại diện là 12 vành. Rồi. Đây. Cái gốc chặt mình có thể còn thấy nè. Đây là một cái củ cụm bụi nè. Dạ. Nó liền khến nhau hết rồi. Thân đại diện là 12 quanh. Rồi đường kính bầu của nó là được 37. Rồi đến số 15. Đó là cây cơm nguội. Nhúc vô lưu giá là 1,2 triệu. Nhúc bao ship toàn quốc. 1,2 triệu hả quý chú ơi. Cây này cho trái rất là đẹp nha các anh chị em. Rất là xiên bông xiên trái. Cây này cũng khá là già, khá lâu rồi. Rồi. Rồi tiếp theo Nhúc đổi cây. Đổi giúp em luôn. Giờ đến mã số 16, đó là cây ổi ruby bonsai. Đặc điểm thì cái tược này lá nó ra rất là to và rất tốt. Tược mới anh ha. Tược mới. Nhú cắt bonsai hình giống như cũng tượng giống như con thú ngồi nha. Thì mình tán đồ đinh bonsai vậy thôi. Thì theo của bác anh chị em mình về mình chỉnh sửa làm tàng đa thì rất đẹp. Rồi. Người tiếp Nhân Úc sẽ đo hạ bình thân. Ổi ruby cuộc hồng. Bình gốc nơi đây được 24 vành. Dạ. Đường kính bầu là được 4 tấc 1. Chiều cao từ mặt bầu đến cái ngọn đọt của nó là được 5 tấc 4. Rồi đến với cây ổi ruby cuộc hồng, nhúc vô lưu với giá là 500 550. 500 mà anh lập lại mấy lần là nó ra tới 550, nhúc vào ship toàn quốc. Anh lập 3-4 lần nữa ra tới triệu mấy rồi, triệu mấy 2 triệu rồi. 550 ngàn. 550 ngàn nha quý cô chú. Nếu bao ship toàn quốc. Cây phát triển rất tốt nè các anh chị. Rồi đổi giúp em. Rồi, luôn. Rồi tiếp Út đổi cây. Và tiếp theo thì Út giới thiệu đến cây mã số 16. Đó là cây bình bát thường chậu. Bình bát. Đây cây mã số 16 đó là cây bình bát, cây trên chậu. Dạ. Hôm nay nữa ra xung xế cho anh Út ha. Đúng rồi, nó đang cho qua nè. Có trái đang chuẩn bị. Rồi. Tiếp theo Nhân Úc cũng có chi tiết đo hạo chiều cao. Cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến cái ngọn đọt của nó là 1,25 m. Cái tán ngang cốt cành như thế này là được 1,06 m. Và cái hoành gốc vị trí nơi đây được 96. Dạ 96. Rồi, cây đang sung khỏe ha. Dạ, thoát thân đến bóng tàn của nó là được 6 tấc 3. Dạ. Này cái này là bên nào cũng như bên nào nha các anh chị em. Rồi, có giống nhau. Chụp hình gửi thêm mình bên đúng kia rồi. Ha. Tại đúng vì rồi. Cái mặt này nó như nhau quá. Giống nhau vậy đó. Rồi đến cây bình bát vàng. Mã số 17, nhúc cho lưu giá là 3,2 triệu, nhúc bao ship toàn quốc. Cái này bỏ đi toàn quốc được luôn anh hả? Toàn quốc. Cây này hôm nay ra quá sung luôn, những chiếc chi cành nó vừa lắm luôn chú ơi. Nó đang chuẩn bị cũng cho bông đó.
cây này cho trái thì nó thuận lợi ha, cho nên là nó rất đẹp. Cây này như quý chú mình trồng mình có thể thả cái bể dài hơn chút xíu ha, ở dưới đúng này rồi. Mình làm tiểu cảnh anh ha, tiểu cảnh rất là phù hợp luôn, thả cá trái nó có rồi, nó cho màu vàng chín, nó vàng rồi nó thơm nha, ăn mình ăn nhức đá bổ dưỡng rồi nó đẹp lắm. Mãng cầu vàng, mãng cầu rừng anh ha. Rồi giá 3,2 triệu, 3,2 triệu có xuất toàn quốc. Rồi tiếp theo là Út giới thiệu đến mã số cuối clip ngày hôm nay, đó là một cây bình bát cổ dáng bonsai đại, cây rất nặng. Anh đợi để nó đi anh. Dáng na ná giống cây kia, nhưng mà cây này to hơn nhiều. Rất là to hơn nhiều. Đó, cũng ảnh cũng chừa cành phóng nha cô chú, cành phóng cành bay. Rồi, đo rồi cho tiếp theo là Út sơ hào chi tiết. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến ngọn là 1m4. Tán ngang cốt cành như thế này là được 1m1. Dạ. Cao 1m4 ngang 1m1. Rồi cái hoành hoành thân nơi cái củ cổ đế như thế này là được cả 200 hoành đó. 2m đi. 2m. 2m. Dạ. Nó to lắm. Bụng rất là to. Ế bờ bên luôn. Đặc điểm thì cây này ngon lành. Cũng đang ra tược mạnh ha. Đang phát triển được, kéo mặt nhựa rất là mạnh luôn nè. Dạ. Lên tới trên này luôn hả chú? Lên đây. Cũng liền lạc anh ha. Liền lạc con lành. Liền lạc. Rồi, cây này giá sao đây anh ơi? Rồi, cây mình bác mã số 18. Nếu cho lưu ý giá là 5.900.000, nếu bao ship, bán kính là 300 cây số. Cây khá to, khá nặng của anh chị em ơi. Rồi. Rồi đến cây mình bác mã số 18 là cây cú liếp ngày hôm nay thì ngày mới Văn Út kính chúc toàn thể cô bác anh chị em gần xa đang xem kênh được nhiều hạnh phúc sức khỏe và cùng là chúc tốt đẹp nhất của bác anh chị em gần xa xem kênh theo dõi kênh ủng hộ Văn Út, trân trọng cảm ơn. Dạ. Và xin kính chào cô bác anh chị em và hẹn cô bác anh chị em những clip video tiếp theo. Dạ rồi, con cũng cảm ơn chú đã dành thời gian theo dõi, chú xem kênh, ủng hộ cho kênh một like, một đăng ký để tiếp tục mình giao lưu ha chú. Con cảm ơn cô chú.